Hello, bây giờ là hơn 5 giờ chiều. Wake up in the middle of the night, forgetting that the radio's on. Bây giờ là hơn 1 giờ sáng và mình đã có mặt ở sân bay để bay đến Tân Cương. Đợt trước khi mùa hè thì mình đã đi Nam Tân Cương rồi và mình cũng có đi con đường đi qua Bắc Tân Cương một chút thôi. Và đợt này mùa đông mình sẽ trở lại Tân Cương và khám phá miền Bắc của Tân Cương. Đợt này là mình sẽ bay 2 chuyến, bay transit ở Thẩm Quyến. 2 giờ mình bay gần 5 tiếng đến Thẩm Quyến, sau đó sẽ transit ở Thẩm Quyến 5 tiếng nữa. Sau đó mới bắt đầu bay đến Tân Cương thì mất tầm Thẩm Quyến đến Tân Cương mất cũng tầm hơn 5 tiếng nữa. Thì là tầm 3 giờ chiều mình sẽ tới nơi. Một chuyến bay khá là dài nhưng mà mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Hello mọi người, mình vừa tới Thẩm Quyến và mọi người biết gì không, mình vừa đã nói nhầm. Đi đến Thẩm Quyến chỉ mất tầm hơn 2 tiếng thôi và mọi người vừa có nhìn thấy thành phố Thẩm Quyến từ trên cao không? Kiểu nhìn thấy cảnh đẹp xong mình được ngạc thêm rất nhớ ngựa ấy. Nhưng mà công chuyện buồn đó là 5 tiếng sau, 5 tiếng cho ship và mình đã không biết đi đâu và làm gì và kiểu đã không biết là nằm ở đâu mình vượt qua được. Bây giờ là hơn 6 giờ sáng và tụi mình xếp hàng ở trong cái chỗ mà kiểm tra an ninh ấy. Xong thì lấy hành lý các thứ lâu quá, chắc phải hơn 2 tiếng nhỉ, phải gần 2 tiếng đấy mới ra được. Và bây giờ mình đang đi di chuyển lên cái ga nội địa để gửi hành lý trước. Sau đó tầm lúc đó mình sẽ đi tinh tinh tầm 9 giờ mình quay lại, tại vì tầm giữa mình mới bay. Sau khi chọn đi chọn lại thì bọn mình đã chọn McDonald's cho an toàn. Toàn những người không ăn được đồ chung. Tại vì bọn này nó theo địa điểm mà, nó ấy theo địa điểm đấy mà. Em ăn kem. Quá trình giảm cân bắt đầu. Sao có thể kiểu nhạt nhẽo nhỉ? Cảm giác nó không có vị gì, không có vị gì ngoài vị mặn ấy. Cái bánh ở ngoài ăn cũng kỳ kỳ ấy. Cái xúc xích chả giống hình cái gì? Không thể xúc xích màu đỏ mà. Nhưng mà mình kiểu lăng không mặn nốt anh ạ. Mặn nốt à? Vâng, không mặn nốt. Anh ăn thử trước, đây của anh. Và mình đang ở cổng máy bay để chuyển tiền bay đi thủ phủ Uruguay của Tân Cương. Tầm 9 rưỡi là mình sẽ bay, 9 rưỡi. Và dự định là tầm 3 giờ sẽ tới nơi, mình bay tầm 5-6 tiếng. Đến đấy chắc là mình cũng sẽ ngủ đến 9-10 giờ như là trước, sau đó sẽ đi ăn đêm. Vì hôm qua mình cũng ngủ nhiều ấy, kiểu máy bay ngủ được tầm hơn 1 tiếng và đi hàng ngủ ấy.
Ok, mình lên máy bay đây. Hẹn mọi người trên máy bay nhé. On my brain, but got it good, can't complain. It's like I'm losing my mind, and time's hard to find. What's a girl gotta do to catch a breakup? When life tries to test me, I take it one day at a time. 'Cause I was crying yesterday, Tân Cương rồi, yeah. Nhiệt độ bên ngoài bây giờ đang là 7 độ C và đang có một chút tuyết rơi nhỏ nhỏ nữa. Nhờ mình nghĩ là mình sẽ ổn. Vào đường đường một tí anh ạ. Đi ăn vỉa hè cho tốt bụng anh ạ. Wow, xe băng hết rồi. Mình kiểu nhìn được từng cái bông tuyết nhỏ xíu nữa này. Đẹp quá. Nhưng mà quay lên không thấy tuyết rơi anh ạ. Wow. Sản chí. Đấy chả, tôi sẽ bà cái ta được. Ta bị không? Sống sinh nhân tao đâu chứ nhỉ? 这个行情价值是什么呢？因为这个车现在太多了。Tên tên về đây là phòng của bọn mình. Trông ok phép mọi người nhỉ? Mình thuê phòng này ở thủ phủ Ung Quy luôn với giá là 700k, khá là rẻ á. Này, đó nhìn cũng rộng rãi, thoải mái. À, phòng này còn có một cái view rất là xinh. Tên. Đó. Ôi, ngoài trời tuyết vẫn đang rơi kìa. Wow. Đây không mọi người. Ok, giờ mình ngủ một chút đây rồi. Chắc là tầm 8-9 giờ mình sẽ đi ăn. Và mình sẽ quay cho mọi người nhé. Hello mọi người, mình quay trở lại rồi đây. Oh, lạnh quá. Tối và bọn mình đang chuẩn bị đi ăn, đang đợi bạn xuống rồi mình sẽ bắt đầu đi. Trở lại này chắc là mình sẽ ăn lẩu hoặc ăn nướng gì đó cho nóng. Đồ đây kiểu sẽ được bày ra như thế này và mình muốn ăn gì thì sẽ lấy mang ra để ăn với lẩu. Ở Trung Quốc từ xưa giờ đều nổi tiếng với thường dùng rất nhiều các loại gia vị khác nhau, như kiểu nước chấm cũng thế. Ở đây sẽ phải có tầm 20 loại gia vị để mình tự pha nước chấm ấy. Thường thì mình sẽ pha mỗi loại một ít, tại vì mình cũng không biết kiểu chính xác đây là cái gì. Đây mình hãy ăn cái này nhất, nó sẽ kiểu ngậy ngậy. Cho ít cái này trước. Và Ơ. 你摸一下我看看吧。哎，那些叫了那些小王子啊，那些什么。我看嘛，那个毛。盖子大，盖子，怎么都可以。哎，我看，红的，三枚，红的。啊，这有椰子，椰子，大碗椰子，椰子吧。
về đi. Chuyến mini. Cũng dừng lại một tràng pháo cho một buổi sáng yên bình ở Tân Cương. I left our names written in the sand. I didn't know that they would wash away so fast. Bây giờ là hơn 10 giờ sáng và bọn mình đang chuẩn bị đi gần 500 km để đến hồ Ulungui, hồ nước ngọt, một trong những hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc. Và trời ơi, lạnh quá mọi người. Buổi sáng sớm ở Tân Cương đẹp quá mọi người ạ. Kiểu không khí lạnh nhưng mà vẫn có những ánh nắng xuyên qua những cành cây và những ngôi nhà cao tầng, rất là xinh. Để đi Trung Quốc, bọn mình đã book một tour địa phương của cái anh ở trước đi Tân Cương bọn mình quen ấy. Nếu mà ok thì về mình sẽ review và giới thiệu cho mọi người nhé. Qua chỗ này thì tầm 4 tiếng nữa mới có chỗ để ăn cơ, nên là bây giờ mình đang dừng lại ở đây để ăn một chút đã rồi đi tiếp. Trời ơi, tên rơi đều quá mọi người ơi. Chờ mình ăn tạm tạm cái gì đó thôi. Ôi lạnh quá, mình đâu cứng hết tay rồi. Lạnh quá. Tao còn tiếc này. Ở đây là bữa trưa hôm nay của mình. Đây là có thịt, thịt cừu này, thịt cừu đúng không anh? Thịt gà, đây giống nhìn giống cánh gà nhỉ? Gà mà. Thịt gà, đây chắc là đậu hay sao ấy. Thịt đen này gì ta, chắc là cũng thịt cừu. Thơm đấy. Cái này kiểu dạng mì siêu to. Cái này cái gì em quên mất rồi. Không biết, chắc là đậu thôi. Em và mình vừa ăn xong và chuẩn bị lên xe đi tiếp đây. Mọi người biết bữa ở đây bao tiền không? 400, à đâu 195 tệ, đồng 500.000 Việt Nam thôi mà. Rất là nhiều luôn, mình còn mang thêm, còn thừa để mang đi để tối ăn tiếp nữa. Ok, mình lên xe đây. That the radio's on. I thought that I was hearing your voice, saying that joke you always used to.
你刚刚说的回来的，现在回。对呀。我也他妈的，就。你刚刚说的，赶紧数一数。 Hello, bây giờ là hơn 5 giờ chiều. Wow. Và bọn mình đã tới hồ Olungu, nhưng mà bây giờ hồ đã đóng băng hết rồi. Mình cứ nghĩ là nó vẫn còn một tí gì đó kiểu mặt nước cơ, nhưng mà kiểu đóng băng không còn nhìn thấy đây là hồ luôn ấy. Anh ơi, ông chú vừa đi xuống kia rồi đúng không? Nên chắc là chú lái xe vừa đi xuống kia rồi nên là mình nghĩ là sẽ đi xuống được. Wow. Mình nhìn. Tuyết dày quá mọi người. Đây có một cái đường. Dày quá. Đây là hồ Olungu. Hồ này đợt trước là được kiểu đục băng xong câu cá dưới băng, nhưng bây giờ nhà nước cấm không cho câu ở đây rồi. Ui, mọi người nhìn thấy không? Cái chỗ này là băng mỏng này, vẫn nhìn thấy nước ở bên dưới này. Chắc mình chỉ dám đi quanh quanh cái chỗ này thôi, không dám đi ra cái chỗ băng mỏng kia. Kia là kiểu cây cầu người ta dựng lên để mọi người có thể đứng lên cái cây cầu để chụp ảnh toàn cảnh ấy. Và cảnh hồ lúc nó chưa đóng băng. Trắng thôi. Trời ơi, tay mình bắt đầu hơi đỏ đỏ lên rồi. Nhưng mà đẹp quá mọi người ơi. Giờ này không phải mùa du lịch ở đây ấy, nên là xung quanh mình không có ai hết. Chỉ có mỗi nhóm của mình ở đây thôi. We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. But your heart's still in mine. Yeah. And maybe we could try it next week again. But I don't wanna think what's but who cares? You said that we're over, hands under covers alone this time. But everything I see still reminds me of you. Bag of all your things, the memories of when I kissed you. Remember when we used to say.
Bây giờ là hơn 8 giờ và bọn mình vừa tới thành phố Cannes. Bây giờ mình đang đi ra một khu ẩm thực ở đây và xem ăn gì. Chào mọi người, chọn quán này rồi. Đây kiểu có mực à, thịt xin nướng như buổi trưa. Ô, anh ơi, buổi trưa còn thịt xin nướng để đâu ấy nhỉ? Lại quá. Cấp xe. Anh có. Anh là đồ, anh nghĩ xin chào. Sao nhà ở đâu nào, tôi coi hả là. Tôi nhận lấy. Ở nào? Tôi cái bưu kiện. Ừ, cái này. Tôi lấy lại cho anh xem. Tôi xem. À. Sao không ăn quán đấy à? Giá cao. Vừa bọn mình vào quán đấy mà giá cao quá nên là anh dẫn tụi đưa bọn mình ra quán khác. Trời ơi, có tông quá. Có tông nhở? Nì sư hảo rấn. Phân đấy là những mình sư khí mà. Giá cao nó rất thú vị. Tùy cho tùy từng loại á. Ở đấy em thấy kiểu cá tươi quán quen mà. Mọi người thằng kia gọi vào thì nó thấy ở đây giá cao ấy nên nó dẫn mình ra chỗ khác. Lại ngô người đưa nước nóng. Đến đây thì nó ở đây chỉ có mì ở đây thôi. Chứ xe có mì ở đâu có gì xảy ra. Nhau gì cơ? 这个是什么肉？牛肉，牛肉啊，蹄膀。看，来看一下，看一下。看，幺九九吧，看，啊，这么多钱，他都没有。好，我给你写上。等一下。 lấy cái nước cái tráng. À. Ở đây bắt nước mọi người sẽ tráng qua một cái nước nóng như nước gì. Hẹn nói cho nó hoang mỹ chứ. Kiểu con lá gì kia ấy. Tráng qua nước trà nóng. Mình sẽ tráng qua nước trà nóng. Có nước nóng được. Để giờ cho chúng này. Đây là món ăn đầu tiên của mình. Đây là gì ta? Chưa sư. Hóa miệng khó rồi. Thịt kiều ở bên dưới là kiểu nộm anh nhở, kiểu nộm không trộn lên ăn à? Đây có xoài này, có dưa này, có chuột này. Chưa mấy người thì chia ra thì nó rẻ. À đây là cá của mình vừa bắt này. Chưa sư gì cho một quả. Nhanh đấy. Ta bà gì phi lẻng bàn. Gì bàn bò thảo. Nhi nghe bàn. Thôi mọi người. Cá đây nổi tiếng ấy. Ủa, ngon. Chưa chó nhỉ. Và đây là món cuối của mình. Cá này mình sẽ cho. Cái bữa cá tôi bắt Một chú đúng tinh tế luôn. Nói chưa, bọn mình gói tam đi để tiện nó xìa thì xìa. Cái này cũng xinh á.
Ở đây là tất cả đồ mình mua được. Mình có mua thêm một cái đèn dầu để chụp ảnh. Đèn điện á? Ôi đèn này sạc quá, xong rồi lúc ấy chuyển mặt lên đúng không anh? Cái này có hai nấc. Một nấc là màu này, tức là màu trắng. Cái màu này chụp lên trời tuyết rất là đẹp luôn. Thì mình sẽ chọn cái này. Hello mọi người, bây giờ là 10 giờ sáng và nhiệt độ bên ngoài đang là 30 độ C. Hôm nay thì làm hem